Kính thưa quý vị và các bạn, trong phần đầu của chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện Về già sang nhà đất cho con lại nhận về quả đắng. Vợ chồng con trai lạnh nhạt sau khi tôi sang tên nhà đất, tôi như người ngoài ở nhờ trong chính căn nhà của mình. Tôi năm nay 62 tuổi, có một con trai và một con gái. Vợ tôi mất cách đây 7 năm vì bệnh, tôi hiện tại sống với vợ chồng người con trai ở quê. Con gái út đang sống và làm việc ở thành phố. Cách đây vài năm, vợ chồng đứa con lớn cần tiền để làm ăn, có nhờ tôi thế chấp tài sản là ngôi nhà đang ở để lấy tiền kinh doanh, phần vì tôi đang buồn do vợ mới mất, phần vì tôi nghĩ mình cũng chỉ có hai đứa con, lại đang ở với vợ chồng con trai và nghĩ rằng sau này cũng sẽ ở với vợ chồng chúng, nên tôi tin tưởng và sang tên nhà mình cho chúng. Thế là từ đó tôi có cảm giác thái độ của vợ chồng con trai thay đổi. Hẳn là lúc trước chúng sợ tôi buồn nên thay phiên nhau đôn đốc, bảo ban tôi đi tập dưỡng sinh với các bạn già trong khu phố, hoặc bảo tôi ra quán cà phê gần nhà chơi cờ tướng cho đỡ buồn. Buổi sáng khi tôi đi tập thể dục về thì vợ chồng nó đã mua sẵn đồ ăn sáng cho tôi, khi thì hủ tiếu, khi thì phở nóng. Nhưng kể từ khi sang tên nhà cho chúng, tôi có cảm giác mình bị lạnh nhạt. Hắn không mua đồ ăn sáng, cũng không có cơm chiều. Tôi còn phát hiện hai vợ chồng chúng chở nhau đi ăn lúc chiều để khỏi về nhà nấu cơm. Hỏi lý do thì chúng nói là có công việc bận, nhiều chuyện cần phải giải quyết nên không có thời gian nấu cơm. Tôi thấy mình như người ngoài trong chính ngôi nhà của mình. Về phần con gái thì cháu ra trường đi làm ở Sài Gòn, chưa lấy chồng. Tôi còn một số tiền vàng và một mảnh đất riêng, cả hai đứa con không biết về mảnh đất này. Tôi định tặng cho con gái làm của hồi môn khi lấy chồng, nhưng tôi đang phân vân. Nếu tiếp tục ở chung với người con trai thì có khi trái gió trở trời. Tôi đổ bệnh mà chúng nó không hay nên tôi không yên tâm lắm quý vị ạ. Thưa quý vị và các bạn, sau khi câu chuyện này được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người đã để lại bình luận. Tội chú quá, không phải mình nói đa phần con cái ai cũng xấu. Tuy nhiên, khi có gia đình nhiều người con bị chi phối đủ thứ, đâm ra nghĩ đến cái lợi trước mắt. Mục đích đạt được rồi thì thái độ khủng khiếp lắm, nên là sau này có muốn sang tên thì cũng hãy cứ để từ từ, lúc đó mới cảm nhận được tình cảm từ con. Hoặc ít ra mình cũng có thể tự lo cho mình nếu con bất hiếu. Còn vấn đề còn lại, chú nên bán đất về ở với con gái để tinh thần thoải mái, sống lâu sống khỏe hơn. Xin chia buồn cùng chú. Theo cháu thì suy tính của chú về việc bán đất mua nhà chung cư để sống với con gái là hợp tình hợp lý. Con gái cũng chưa có nhà, còn phải ở trọ, nên nếu có căn chung cư để cha con sống cùng là quá tốt. Dù gì con gái cũng tình cảm, tận tâm chăm sóc cha mẹ hơn. Và lại chia cho con gái một phần tài sản là đúng. Trai gái đều là con, chỉ sợ khi biết chú còn tài sản thì con trai và con dâu lại trở bài và chú lại siêu lòng. Kinh tế quyết định chính trị, đó là kim chỉ nam hành động bác nhé. Bác ở với ai cũng được, nhưng bác phải tự chủ nắm kinh tế. Có như thế sẽ không còn những kiểu lạnh nhạt, thiếu quan tâm, coi thường từ người khác. Cụ thể chuyện của bác, việc vợ chồng con trai đối xử lạnh nhạt với bác cũng là tín hiệu cảnh báo sớm để bác phòng xa sau này khi mình già và yếu hơn. Nếu vợ chồng con trai còn tái phạm việc đối xử lạnh nhạt, thiếu quan tâm tới bác, bác nên có ý kiến để họ thay đổi thái độ, đồng thời bác cố gắng tự chủ hơn trong sinh hoạt của mình. Con cháu quan tâm được thì tốt, không thì mình tự chủ được vẫn tốt hơn. Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống ngày nay dựa vào con cái như đánh một canh bạc, cho nên để không bận tâm buồn phiền tuổi già thì hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận những điều tồi tệ nhất. Con cái có cuộc sống của con cái, đừng dựa hết vào chúng để rồi nhận lại cay đắng quý vị nhé. Về già, có 5 điều buộc phải chấp nhận, không trốn tránh, cuộc đời bình an hưởng trọn phú quý. Quá tuổi ngũ tuần đã ở bên kia sườn dốc của cuộc đời. Trải qua bao nhiêu hỉ nộ ái ố, chúng ta đều nhận ra một điều rằng lớn tuổi thì càng trầm lắng. Tất cả các nỗi đau lớn nhất của cuộc đời đã trải qua, chứng kiến bao nhiêu vui buồn, sự thay đổi thì sau cùng chẳng còn gì có thể khiến ta tổn thương thêm được nữa. Sự trải đời giúp tuổi già ngộ ra được nhiều điều. Có 5 điều mà về già ai cũng buộc phải chấp nhận, không trốn tránh thì cuộc đời mới bình an,
hưởng trọn phú quý. Năm điều đó là gì mà giúp tuổi già được bình an, phú quý như vậy? Thứ nhất, ai trên đời rồi cũng già yếu, thời gian tưởng chậm mà nhanh. Ai rồi cũng phải già đi, con người bình thường không có cách nào có thể khống chế được điều này. Mỗi khi nhìn lại thấy thêm một sợi tóc bạc thì trong tâm sẽ phảng phất một nỗi buồn hơn. Nên nhớ bánh xe thời gian không bao giờ ngừng lăn, vì thế hãy bình tĩnh đối mặt với tuổi xế chiều. Chỉ khi già hơn, chúng ta mới biết trân trọng thời gian đã trôi qua, học cách sống nhẹ nhàng, biết được điều gì thực sự cần thiết với bản thân. Đừng nặng nề, đừng buồn bực, mà hãy đón nhận tuổi già với tâm lý thoải mái nhất. Tuổi già không phải chuyện gì to tát, vì ai rồi cũng sẽ phải già đi. Được sống những năm tháng tuổi già cũng là một loại hạnh phúc, bởi có những người cuộc đời đã dừng lại nhưng chưa kịp già đi. Hy vọng tất cả chúng ta có thể đối mặt với tuổi già bằng một trái tim vui vẻ, để mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng và thanh thản. Thứ hai, ai trên đời rồi cũng sẽ có lúc bị đau bệnh. Người xưa nói, trời không đo được gió và mây, người sớm tối có họa phúc không thể dự liệu. Bệnh tật là nỗi khổ lớn nhất của đời người, ai ai cũng sẽ phải trải qua. Ngày hôm nay khỏe mạnh, nhanh nhẹn, nhưng ngày mai có thể đau đớn, lìa đời chẳng hay. Hãy nhớ rằng bệnh tật không chừa một ai, bất kể quý vị và các bạn là người giàu hay là người nghèo, người có địa vị cao hay là thấp. Cho nên, chúng ta phải biết tự chăm sóc bản thân, vì cơ thể mới là tài sản giá trị nhất, quyết định chất lượng cuộc sống của cả đời. Đừng để đến khi lưng bị ép chặt trên giường bệnh mới nhận ra. Dù đọc sách cả đời, trên tinh thiên văn, dưới tường địa lý, những quyển sách quan trọng nhất lại quên mất không đọc, đó là làm thế nào để giữ gìn sức khỏe. Thứ ba, phải biết chấp nhận quy luật nhân sinh, sanh lão bệnh tử. Đã có sinh thì phải có tử, càng cưỡng cầu thì lại càng phiền muộn. Phật giáo cho rằng, chết không đáng sợ như con người vẫn tưởng tượng, bởi vì cái chết là khởi đầu của một sinh mạng mới luân hồi, để một sinh mạng mới được ra đời. Nhưng chính sự lưu luyến không muốn rời xa cõi trần của con người, khi chúng ta lúc cận kề cái chết mới chính là nỗi đau khổ lớn nhất. Đối diện với khoảnh khắc từ biệt một người mà mình yêu quý, nỗi đau này như thể xé nát tim gan, đôi khi còn nấc lên thành tiếng. Cảm giác đau khổ này đeo bám mãi đến vài tuần, vài tháng, thậm chí là nhiều năm sau. Từ biệt là quy luật của cuộc sống, có sinh là sẽ có tử, dẫu biết xa cách nghìn trùng thống khổ, đau nhói trong lồng ngực, nhưng ai rồi cũng phải chấp nhận mà thôi. Hãy biết trân trọng cuộc đời mình đang có đang sống và yêu quý mọi người xung quanh, bởi hôm nay còn thấy nhau là một điều hạnh phúc rồi. Thứ tư, nghiệp chướng gây nên thì phải nhận lấy những quả báo đau khổ. Sống ở đời này, dù giàu hay là nghèo, dù sang hay hèn, dù khôn hay dại, dù tốt hay xấu, ai ai cũng muốn được sống sung sướng hạnh phúc. Dẫu thế gian có trăm nghìn biến hóa, vạn điều đổi thay, thì mọi việc cũng không gì nằm ngoài hai chữ nhân quả. Gặp nghịch cảnh, chướng duyên chính là hậu quả của nhân bất thiện đời trước hoặc ở đời này do chúng ta gây nên. Gặp hoàn cảnh thuận lợi, được mọi người yêu quý, đó là bởi chúng ta đã tạo nhân tốt. Càng cố gắng vun bồi phước đức, gây nhiều nghiệp lành, cuộc đời ta ngày càng đẹp đẽ, hạnh phúc. Không mong cầu mà phước báo vẫn đến. Toàn thể vũ trụ luôn vận hành không ngừng, theo tiến trình nhân quả của bản thân mỗi người cũng luôn thay đổi trong từng khoảnh khắc. Không một hoạt động nào của vật lý, sinh lý mà không nằm trong sự giám sát âm thầm của nhân quả. Thế nên hãy sống tốt để hưởng được những quả ngọt mà do chúng ta gây nên. Thứ năm, biết buông bỏ lòng sẽ được bình an. Hồng trần cuồn cuộn, năm tháng trôi đi tựa án mây mờ. Đời người vạn sự cuối cùng cũng đều là mây khói. Năm tháng qua đi, như hoa tàn hoa lại nở. Thu đi rồi thu lại đến, theo thời gian, mọi thứ cũng dần trôi, tình cảm rồi cũng sẽ nhạt nhòa dần. Vậy nên sinh ra làm kiếp con người, chúng ta hãy tự đi bằng chính đôi chân của mình. Không ai có thể đi cùng ta đến ga cùng bến tận, thế gian thiên biến vạn hóa. Đường đời cũng muôn nẻo đổi thay, vậy nên không có gì là mãi mãi. Hôm nay có thể nó thuộc về anh chị, nhưng ngày mai thì không. Đường đời mỗi người cũng như là hành trình du lịch. Những thứ trên đường chúng ta gặp phải luôn đa sắc màu. Tuy nhiên, chỉ có thể ngắm nhìn và cảm nhận,
chứ chẳng thể đem theo. Khi ta buông bỏ cưỡng cầu, cũng chính là lúc trí tuệ khai thông, và đương nhiên, đường đời cũng rộng mở.